Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại Tài đang có mặt ở trong nghĩa trang Hội Viên tỉnh Bình Dương, gần ngôi mộ của cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hôm nay Tài đi vào bên đây để chia sẻ cho cô chú anh chị mình, thứ nhất là xem toàn cảnh xung quanh ở mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như là đi viếng mộ cả nhà. Ở đây có mấy ngôi mộ ở trong rừng cao su á, thì em thấy ít người đến viếng thăm, cũng như là không biết là có người nhà đến viếng thăm thường xuyên hay không. Em thấy nằm trong giữa rừng cao su luôn cô chú anh chị, nên tới đây em đi vào đây em thắp hương nè cả nhà. Em thấy có hai ngôi mộ, em đi vào bên trong đây em thắp hương chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây là rừng cao su không cả nhà, người ta đang khai thác mũ cao su, không biết là có rắn rít có gì hay không nữa đây. Đây cả nhà, đây là cái nơi mà người ta đang khai thác cao su. Vào em phát hiện có một chú dê cả nhà, chú dê đã lột xác rồi thì bỏ lại cái xác này, người ta gọi là trong đông y á, thì theo như em biết đây gọi là thiền thối, thì nó có chữa được bệnh luôn của chú anh chị, nếu mà số lượng nhiều á, nó chữa được bệnh luôn á. Đây nè cả nhà, bên đây là rừng cao su, người ta đang khai thác mảnh cao su ở đây nè cô chú anh chị. À đây em chia sẻ cho cả nhà xem nào. Đây cả nhà biết cái này gì không, em đang cầm để em lấy nét lại. Đó 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 đó, cả nhà thấy nhìn giấy giống cái trứng cúc không, nó là cái hộp cao su của cô chú anh chị, nhìn giống trứng cúc không. Cái đây thì nếu mà cả nhà mình là xem mà người dân bản địa ở đây hoặc là những nơi trồng cao su thì biết quá rõ nha, biết rất là rõ. Còn trường hợp mà nếu không phải là dân bản địa ở đây thì sẽ không biết đâu, không biết cái hộp cao su đâu. Em cũng lần đầu tiên em mới biết luôn cô chú anh chị, người ta đang khai thác mũ cao su rồi nè cả nhà. Ở đây thì nguyên một rừng cao su luôn. Thì đi chung với em là chị Xuân, chị này tên là Nắng Xuân, kênh YouTube là Nắng Xuân Mai Thảm. Ở đây là cụ bà cô chú anh chị. Đó, mình vào mình thắp hương ha. Ở đây thì có lẽ là ngôi mộ đây thì chỉ có mấy anh nhân viên ở đây chăm sóc thôi, chứ người nhà thì cũng có lẽ là cũng ít đến viếng hơn của chú anh chị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2023 dương lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2023 âm lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2023 âm lịch, thì cũng được một cái duyên lành. Còn đến đây nguyện hồi hướng cho bà ở trước mặt ở đây, của bà trước mặt ở đây, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Phật A Di Đà. Con cũng xin nguyện hồi hướng cho tất cả mười phương pháp giới chúng sanh được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Phật A Di Đà. Nguyện cho tất cả chúng sanh đời sau, kiếp sau, cho dù ở quốc độ nào thì cũng được tìm thấy Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm theo đúng chánh pháp, nghe lời Phật dạy, để cuối đời có thể là về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà thì mình đến đây mình thắp hương cho cụ bà ha cả nhà. Ở đây thì có lẽ là cái bát hương á thì cả nhà thấy là cũng cũ rồi,
người thân thì chắc có lẽ là ít đến viếng. Hai bên mộ thì có hai cái cây, gọi là cây cây cọ, phía giữa đây là cây mai tứ quý đó. Ở đây mộ, trước mộ bà thì có con lăng cả nhà. Cái con lăng thì cũng nhỏ nhỏ thôi, tầm khoảng 2 tấc 4 tấc gì, 4 tấc, ngang 2 tấc thôi, nhỏ nhỏ. Cái hình màu đen cũng giống như cái mộ luôn. Rồi bây giờ mình đi qua bên đây cô chú anh chị ơi, qua bên đây để thắp hương ngôi mộ bên đây. Đây là rừng cây cao su không à, giữa rừng này thì chỉ có 2 ngôi mộ thôi cô chú anh chị. Không biết vì sao 2 ngôi mộ đây được an táng tại đây giữa rừng cao su luôn. Mình đi dưới đây thì mình cũng cẩn thận nha, mình nhìn coi chừng có rắn rít gì không á, cũng nguy hiểm luôn cô chú anh chị. Bây giờ mình ở đây mình thắp hương ngôi mộ đây. Ngôi mộ bên đây là của cụ ông của chú anh chị, ông ở Quảng Nam. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023, con cũng được một cái nhân duyên lành đến đây. Trước mặt con đây là cụ ông, con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube tại Tao Xảo Vlog nguyện cho cụ ông trước mặt con đây cùng 10 phương pháp giới chúng sanh sớm được phát sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ đối với Phật A Di Đà. Nguyện cho tất cả các chúng sanh ở đời sau, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe Phật pháp, hiểu Phật pháp và làm theo đúng chánh pháp, nghe lời Phật dạy để cuối đời có thể là về cõi lành, cõi tịnh độ đối với Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Này cô chú anh chị, đây là mộ của cụ ông, bên kia là cụ bà. Thì mộ của ông thì ở đây thì cả nhà cũng thấy ha, là có 2 cây dừa hai bên, mà trong đây tương đối là rừng cao su thì tương đối là mát luôn cô chú anh chị. Mộ cụ ông thì cũng có hai con kỳ lân sư tử đá đó cả nhà, màu trắng ha. Mộ ông thì nhìn nó cái kiểu nó dốc dốc xuống cô chú anh chị, nó cũng tương đối là không có bị động nước ha, nó bị có cái hướng dốc dốc xuống á. Đây có mấy cái lá cây, mình lấy mình phủi lá cây cho cụ ông cô chú anh chị. Ông thì ở Quảng Nam, ông hưởng thọ tới 85 tuổi lần cô chú anh chị. Cả nhà nhìn thấy nè, mộ rất là lâu rồi ha. Ông từ trần năm 2011. Nhìn cái bờ đá này nè, nó rêu phong luôn cô chú anh chị. Những cái cỏ, cái rong, cái rêu á, nó mọc lên xanh chỗ này luôn, gọi là rêu phong luôn rồi. Nói cô chú anh chị. Này, thì mình thấy mộ của ông thì nằm ở giữa đây. Thì mình tới đây mình thắp hương thôi, nguyện hồi hướng cho ông. Với lại một cái vấn đề nữa là cũng muốn ghi hình lại như thế này, là để cho ví dụ như con cháu ông ở Quảng Nam, quê quán ở Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam, mà có thấy được cái video này thì cũng yên tâm ha, là mộ ông cũng rất là sạch sẽ, mọi người cũng có lui tới để viếng mộ ông. Mấy anh chị trong những trang hoa viên thì cũng dọn dẹp rất là sạch sẽ ha. Mấy cái lá cây này thì nó chắc chắn là phải rơi rụng rồi thôi đó. Mộ ông thì được ở trong một cái rừng cao su như thế này nè, rất là mát luôn. Nhan khói thì em thấy ở đây thì em có đi vào thắp hương chia sẻ cho gia đình mình có thấy thì cũng được yên tâm. Ông ở đây thì cũng được vui vẻ cả nhà, nghĩa là ông cũng vui vẻ lắm, mát mẻ. Thôi mình đi ra ngoài thôi ha. Ở đây là ngôi mộ hay là cái gì ta? Ở đây phải ngôi mộ không? Sao mà có cái lỗ gì vậy? Cái ngôi mộ hay là cái gì ta? Rêu phong luôn nè cô chú anh chị. Em không dám dỡ lên, không biết phải là ngôi mộ hay là cái gì nữa.
Mẫu ong thì như thế này. Xung quanh đây là toàn là cao su không cả nhà. Tất cả là đều là cao su. Bên đó là mẫu ong, bên đây là mẫu bà. Cao su rất là mát nhưng mà nhìn hai ngôi mộ thì cảm giác là nó lẻ loi ở cả nhà. Thì cũng thấy thấy tội tội ha. Đây là mẫu bà nè. Bà thì ở Nam Định cả nhà. Bà mất năm 2015. Bà mất năm 2015 cô chú anh chị. Đây những cái lá cây rơi rụng xuống mẫu bà. Cô chú anh chị. Mình ở đây có cái dĩa nè. Nước nó đọng. Nước mưa cả nhà. Nước nó đọng lại á. Con cũng nguyện cầu cho ông, cụ ông với cụ bà sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị. Thôi thì mình đi tiếp cô chú anh chị ạ. Mình đi qua bên kia. Em thấy bên khu rừng bên kia thì cũng có mấy ngôi mộ ở trong á, hôm bữa em có chia sẻ đó. Hôm nay mình vào thắp nhang cả nhà, mình tìm hai ngôi mộ mình thắp nhang nha. Dạ mình đi qua bên đây luôn cô chú anh chị ơi. Bên đây là cái ngôi mộ hai bên đây. Hôm trước em có chia sẻ cho cô chú anh chị xem á, là hai ngôi mộ này nó nằm ở giữa rừng cao su luôn cô chú anh chị. Ở phía xa xa thì có mấy anh đó đi thu mũ hay sao á. Mình đi mình phải cẩn thận cô chú anh chị, ở dưới đây nè là có coi chừng có rắn cái kiểu là nguy hiểm nha. Wow, mấy anh đi lấy mẫu cao su cả nhà. Đây là mẫu cao su nè đó. Giờ này mấy anh mới lấy ha, mẫu cao su rồi cô chú anh chị đó. Đây là mẫu cao su trắng trắng nè, nhìn nó trắng trắng ha. Bên đây là có hai ngôi mộ mà hôm trước á, hôm hai ngôi mộ này hôm trước em có chia sẻ với cô chú anh chị rồi, mà lúc đó là đi không có cầm theo nhang nên không có thắp hương được, nên hôm nay mình đi vô đây mình cầm theo nhang để mình thắp hương cả nhà với cô chú anh chị để cho ấm áp hơn, ngôi mộ ấm áp hơn cả nhà. Nhìn thấy hai ngôi mộ nằm giữa rừng cao su mình thấy cũng tội. Xung quanh là cao su không cả nhà. Xung quanh là tất cả đều là cao su hết. Cao su đây thì người ta đang khai thác đó cả nhà. Ở đây sao có cái gì không mà miễn chai gì không đây không? Miễn chai gì đây không à? Cao su hàng hà luôn, rất là mát. Trong đây bóng cây rất là mát cả nha. Tự nhiên trong rừng cao su đây thì có hai ngôi mộ. Chỗ đây mà ban đêm là không dám đi đâu cả nhà. Ban ngày thôi chứ ban đêm thì cũng không dám đi đâu nha. Cả nhà nhìn nè. Đó. Đó. Ở đây là bà ở Quảng Nam của chú anh chị. Quê quán thì bà ở Quảng Nam. Mộ đây là mộ bà.
Ở đây cô chú anh chị thì cả nhà thấy ha, đây là ngôi mộ của bà. Bà đây thì ở Quảng Nam, bà ở Quảng Nam, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam. Nói cô chú anh chị, mộ thì bà cũng mất năm 2017 ha cô chú anh chị. Xung quanh thì cũng có trồng mấy cây này ha. Ở đây có mấy cái lá cây nó rơi vãi rớt xuống rồi cô chú anh chị. Mộ này không biết vì sao mà được đặt ở phía giữa rừng cao su luôn cô chú anh chị. Hai ngôi mộ ở giữa rừng cao su luôn cô chú anh chị. Thì mình đi qua bên đây ha. Ở đây thì trời mưa tạo ra một cái dũng nước ở chỗ này nha các nhà. Mình đi ra phía bên ngoài này cũng có một ngôi mộ ở đây nữa cả nhà. Cô chú anh chị, đây là mộ của ông ha. Ông ở Hà Nam các chú chú chị. Quê quán thì ông ở Hà Nam. Đây. Ông thì mất năm 2014. Ở xung quanh đây thì là rừng cao su nè cả nhà. Ở đây cả nhà cũng thấy ha, lá lốt không nhỉ? Lá lốt cây nào cây nấy lá to không? Tốt quá trời luôn. Một rừng lá lốt chỗ này. Thì thôi em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.